xóa logo của Cabra MU thì bà con thấy nè, ở cái góc cuối cùng này, này nha. Ở đây thì mình đã xóa thành công rồi. Ở chung nhỏ lại thì hiện tại nó của nó là đang như thế này. Và để xóa được Cabra MU như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu video. Đấy, thì vừa rồi là chúng ta xem ở trên điện thoại, còn ở đây là xem ở trên máy tính. Thì bà con cũng có thể thấy cái logo của MU ở đây đã bị mất rồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ tắt đi. Đây, bây giờ bà con thấy nè, nó hiện tại đang là cái logo MU nha, chứ không phải là cái logo mà đặt camera nữa. Thì để mà làm được cái thao tác này á, thì bà con cần sử dụng cái phần mềm là Smart BRS ở đây. Đây là cái phần mềm này. Sau đó bà con tải về và cài đặt lên. Và bà con vào cái mục là device ở đây. Đấy. Thì cái con camera MU của mình là cái con F22D nè, device model nè. Bà con thấy này, hiện tại nó đang là online, thì sau đó chúng ta sẽ tích vào và để add nó vào nha. Thì chúng ta sẽ nhập tên thiết bị nè, và bà con nhập chọn là cái serial number là B2B đây nè. Bà con nhập cái serial number nó vào, rồi tên đăng nhập nè, mật khẩu nè, rồi save lại. Thì sau khi hoàn tất tất cả các thao tác đó, thì khi đó bà con vào ở trong đây, cái thẻ live view này mới có được cái con camera nằm đây nha. Đây là mình đã đặt nó là cái địa chỉ 1.44 nè. Đấy, là nó nằm đây. Rồi bây giờ để mà tiến hành xóa logo đó đi và đặt cái logo khác, thì bà con vào cái thẻ là device config, cái thẻ device ở đây nha. Chúng ta chọn vào đây và lại tiếp tục chọn vào cái con camera chúng ta cần xóa logo là cái con .44 này. Bà con nhớ đặt cái địa chỉ IP tỉnh rồi mới add vào đây nha. Cái video hướng dẫn IP tỉnh đó mình cũng làm rồi. Rồi sau đó chúng ta vào cái thẻ đầu tiên luôn, camera. Bà con chọn encore. Rồi ở đây chúng ta sẽ được ba cái thẻ nè. Thì bà con qua cái thẻ mà lớp phủ là cái overlay này nè, tiếp vào đây thì bà con thấy ha, cái logo MU ở đây nó vẫn còn. Chúng ta sẽ chọn vào cái tab thứ hai là cái tab mà channel title á, là cái tiêu đề của kênh á, chúng ta tích vào. Rồi sau đó bà con đặt cái tên mà bà con muốn ha, nó như thế này. Sau đó chúng ta đè lên cái logo MU ở đây, và khi này bà con apply save lại là nó vẫn còn nha. Tại vì á, cái lớp phủ cá nhân này nè, chúng ta chưa có bật ở đây lên. Nếu mà con không để ý là khi chúng ta chỉnh là nó tự động cái này nó nhảy xuống, nên chúng ta muốn nó mà có thì bà con phải gạt nó lại, nó hay nhảy xuống lắm. Chúng ta gạt nó lại, sau đó chúng ta mới chọn save lại. Rồi chúng ta sẽ quay lại cái thẻ live view. Đây bà con thấy bây giờ ngay lập tức nó đã mất cái logo MU đi mà còn là chữ đặt camera. Và cái video này không phải là cái video đầu tiên mà mình hướng dẫn bà con xóa logo đâu. Rồi sẽ có những người bà con vào bình luận là như thế này: giờ em không có PC thì làm sao? Thì bỏ tay nha, ngày trước đó chúng ta có thể sử dụng được cái app ở trên điện thoại làm được điều này, nhưng mà ngày bây giờ mình đã test lại rồi thì cái app trên điện thoại không làm được nữa, mà bà con bắt buộc phải có PC. Nếu bà con không có cái PC thì thôi quên đi, chứ đừng có hỏi câu hỏi khó quá vậy. Em không có PC làm sao? Không có thì đi mượn đi chứ làm sao bây giờ, hỏi gì kỳ quá vậy. Mình đâu thể nào mà lo mấy cái chuyện cá nhân của bà con được chứ, thấy đúng không nè. Và bà con lưu ý nha, cái video này tại thời điểm này là có thể xem được, nhưng mà khoảng thời gian nữa thì không được hay không chừng. Giống như cái khi nãy mình nói đó, là ngày trước chúng ta có thể sử dụng cái app để mà xóa được bằng điện thoại, không cần phải dùng PC. Còn giờ mình test lại không được trên cái điện thoại nữa thì chỉ có bắt buộc bà con phải có cái PC, không có thì chúng ta đi mượn. Rồi bà con còn hỗ trợ thông tin gì nữa thì hãy bình luận lại trong video và nhớ follow mình để biết thêm nhiều thông tin.